Dạ anh nào mà chịu giúp em xanh thì em sẽ chịu anh đó. Thiệt không nghe? Dạ thiệt anh. Thì tại vì giờ gia đình của Ngọc cũng khó khăn đó, nên là lúc trước em cũng có chốt yêu anh họa sĩ, nhưng mà giờ anh họa sĩ đi mất tiêu rồi. Và em cũng gia đình cũng thực sự là rất là khó khăn. Cái bầu mấy tháng rồi Ngọc? Dạ em 4 tháng mấy rồi. 4 tháng mấy ha. Rồi tình hình sức khỏe làm sao rồi, kể anh nghe coi. Dạ cũng giờ nó cũng ổn hơn trước à. Ừ. Nó khỏe lại. Khỏe lại ha. Dạ. Tối mình có ngủ nghe gì được không em? Dạ được anh, ngủ cỡ này ngủ bình thường ạ. Ngủ bình thường luôn ha. Dạ. À, thì anh thì anh cũng đến đây anh ghi hình để giúp đỡ cho em cũng hởm gài đó. Dạ. Nên là anh thấy là hoàn cảnh mình cũng thật sự là rất là khó khăn. Gia đình thì bây giờ đang ở trọ em rồi với mẹ với đứa em nữa. Mẹ thì bán số ngày có 100 mấy tấm à, cũng tội nghiệp nữa. Giờ em nói thì nói ví dụ như có anh nào mà đủ cái điều kiện á, muốn giúp em nó sinh em bé thì em nó sẽ chịu người đó. Thì nói chung là cũng tội nghiệp, nhưng mà phải thật lòng phải không? Dạ. Cái điều kiện em là như thế nào không? Dạ. Điều kiện mà cái người đó như thế nào không? Cái điều kiện á? Dạ, người đó em cũng cần giàu nghèo cho, nhưng mà là phải có công việc, có công chuyện làm ăn. Ừ. Thì kia. Dạ. Phải có công việc làm ăn ha. Dạ. Rồi nhiêu tuổi không? Thì như nó cỡ 35 trở xuống. À, 35 trở xuống ha. Dạ. Rồi mình cái người đó là ở ở gần đây hay là mấy tỉnh xa được không? Dạ ví dụ xa cũng được, nhưng mà cũng ở gần thôi chứ đừng có mọi như xa quá. À. Dạ. Xa quá thì sợ không được ha. Dạ. Ngọc ở ngoài thấy gì chứ đẹp lắm nghe. Ngày xưa là trong hình là thấy đẹp lắm á, em cao mét mấy? Em cũng biết nó chắc tầm mét 6, ngày đó em không có đo chiều cao. Không đo chiều cao ha. Dạ. mấy sáu là chuẩn luôn á, đẹp lắm á. Từ cái lúc mà mình bị gì tới giờ em có buồn gì không Ngọc, có suy nghĩ gì mình tuổi thân gì không? Dạ có, lúc mới thì có, nhưng mà giờ có mấy anh quay mấy anh phim này kia rồi em cũng đỡ. Ừ. Như lúc mới đầu mình bị hụt hẳn ha. Lúc mới đầu mình quen anh họa sĩ mà cái ảnh cho dạng giả nữa, rồi xong cái ảnh trốn mất tiêu luôn, cái hụt hẳn luôn. Lúc đó là bao lâu em mới lấy lại được cái niềm vui? Cái lúc mà mới thì còn buồn, rồi từ từ mẹ cũng mới này kia rồi đó, rồi em cũng quên, rồi cũng không có muốn suy nghĩ gì tới nữa. Rồi tới lúc mà mấy anh lại quay, mấy anh cũng khuyên này kia, em cũng bỏ luôn, em cũng vui lại. Ừ. Dạ. Cũng như là lúc mà mấy anh đến quay rồi anh khuyên là cũng như cái gì đó quá khứ thì thôi bỏ qua, mình cũng hướng đến cái tương lai tốt đẹp hơn ha. Dạ. Rồi không dài mình có thèm ăn gì không? Không anh, cũng bữa không thèm, giờ ăn rồi hết thèm rồi. Hết thèm rồi ha. Dạ. Chứ ví dụ như dưới hồi nãy cũng nghe mẹ em nói là tụi anh cho tiền rồi sợ đòi lại nãy kia rồi đó. Dạ. Sẵn đây anh nói thêm lần nữa mình cũng yên tâm, đừng có suy nghĩ vụ mà tại vì tiền mạnh thường quân ta cho á. Dạ. Ha. Dạ. Là tụi anh cho gia đình mình hết à, rồi gia đình mình cứ ví dụ như em thèm gì thì ăn hoặc là cần gì cứ mua. Dạ. Chứ đừng có suy nghĩ là nói tiền của tụi anh cho rồi cái tụi anh đến tụi anh hỏi rồi tiền làm này làm kia là không có nha. Dạ. Thì anh cũng nói lên thêm lần nữa vậy đó, nên là em cứ yên tâm. Người thèm gì kêu mẹ mà mua. Rồi hôm bữa em hát cái bài đó quá trời người ta khen rồi kìa. Cái bài gì đó, bài đó bữa bài gì? Sao trời làm gió phải không? Số phận bèo trôi. Ờ, số phận bèo trôi á. Công nhận người ta nói em giống như cái số phận của bèo trôi thiệt luôn á, lên đên luôn á. Lúc trước có chồng rồi, cái đầu có con, xong rồi bây giờ cái thôi chồng, xong cái giờ có bạn trai, cái bạn trai cũng đi mất tiêu nữa. Rồi mình có dự tính tương lai như thế nào không Ngọc? Tương lai mình suy nghĩ đến tương lai như thế nào không? Tương lai. Ừ, mình có suy nghĩ đến tương lai sau này thế nào không? Tương lai của em sau này em cũng chưa
thì em cũng chưa suy nghĩ tới nó, tại em đẻ chữa xong xuôi chưa rồi em đi làm này kia. Giờ tương lai em cũng chưa suy nghĩ được gì nữa, tại vì em còn gói quá. Thì mình cũng chưa định hướng được cái tương lai phía trước là như thế nào ha. Còn giờ còn mịt mù quá. Ví dụ như mình sinh em bé xong rồi á, rồi là mình có đi làm hay là phải ở nhà giữ để mẹ đi đi bán vé số nuôi. Nhưng mà em sinh xong em cứng là chắc em không cho mẹ đi làm, em đi làm chứ mẹ đi hoài, mẹ hay mẹ đi bán vé số hoài, mẹ loại khi mẹ cũng. Em thấy mà mẹ đi bán vé số gì em có thấy buồn, thấy tủi thân không, thấy buồn không? Chứ nhiều khi mẹ về mẹ nói nhức lưng mỏi chân này kia, đấm lưng cho mẹ là mẹ không có than, giống như thấy mẹ đấm gì nè. Rồi em cũng biết cái tội nghiệp mẹ, như mà nhớ mà em có sanh nhỏ xong xuôi chưa rồi em cứng lại cho mẹ ở nhà, không cho mẹ đi làm, cho mẹ ở nhà giữ cháu em đi làm. Vậy cũng vậy là vui rồi đó chứ. Ban đêm như về là em thấy mẹ bị đau chân rồi ha, chắc mẹ lội xa lắm hả? Mà đi xe đạp hay là đi xe, xe đi bộ mẹ em á? Mẹ em mất chạy xe đạp lắm, mẹ cũng đi bộ không à. Đi bộ ha. Đi bán cũng xa không hay chắc cũng gần gần đây không hả? Lội cũng như mẹ em khỏe thì mẹ lội cũng xa xa, còn mệt thì mẹ lội gần vòng đây. Anh hỏi thiệt nha, từ lúc mà đến đây thì anh không có gặp ba em. Mà đó giờ em có gặp ba em không? Hỏi có hỏi mẹ thì mẹ nói có, nhưng mà cũng ba cũng có về một lần, nhưng mà em không có ấy, tại vì không có biết luôn ha. Mẹ cũng có nói với em cái đó, người đó là ba em nữa, em cũng biết, tại vì nghe ở xóm người ta cũng nói này kia nữa, ta nói ba mày đó. Mà em thấy hồi đó giờ không ấy, giờ tự nhiên cái ba em về em thì mẹ em chỉ cho em biết đi thôi, chứ em cũng không ít nói chuyện, em không nói chuyện. Như là mình ba cũng không có quan tâm ha. Không quan tâm tới, nên là thấy lúc mà mình thấy gì mình có tủi thân không? Dạ, không, mình ơi, có mẹ được rồi. Có mẹ được rồi ha. Tại vì nhiều khi em thấy cũng có mình rồi em rồi với mẹ rồi với đứa em nữa. Lủi thủi cũng rồi, ví dụ như bị cái gì cũng không ai giúp đó, rồi không có tiền bạc gì, mình thấy mình ra đường mình cũng thua sút người ta, mình suy nghĩ ban đêm mình có ngủ mình có suy nghĩ có tủi thân gì không ta? Có, anh suy nghĩ cũng tủi thân nhưng mà không có dám khóc. Như là mình thấy gia đình mình khó khăn rồi này kia rồi đó, muốn cái gì cũng không được hết trơn rồi, nên là bây giờ còn bị cái cảnh này nữa. Ai thấy mà ta cũng hỏi anh đến đây anh thấy là thiệt sự anh cũng buồn đó, chứ đừng nói chi là mấy cái người nào khác nữa. Với hồi nãy thì em nó cũng có ước muốn là muốn được một cái xe gì đó ha, em nói lại luôn đi. Em ước có được một cái xe như là xe bán cà phê, không cần xe nước mía, hoặc xe không cũng được nữa. Em về đó mà em mua đồ vô em để em bán cà phê ở chưa, giống như bán ở đây cũng được mà. Nếu như em có tiền nhiều, em như có tiền nhiều hơn thì em mướn một chỗ nhỏ tặng em bán. Em ước gì như ước một cái ước mơ cũng nhỏ nhoi đi ha, cái đó cũng đâu có nhiêu tiền ha, khoảng nhiêu triệu? Xe cũ thì chắc có 2-3 triệu vậy, không biết nữa, còn đồ đạc mình mua này như kia thêm chắc cũng có 5 triệu. Mình tính là bán ở đâu Ngọc? Mình có chỗ để bán chưa? Em tính thuê chỗ ở chân cổng sau công ty TBS lần này nè. Mà chỗ đó đông người không ta? Dạ đông lắm anh. Nhưng mà quan trọng là cái em có đủ sức khỏe để bán không á? Tại giờ đang mang thai cũng cả 5 tháng rồi phải không? Dạ em cũng còn khỏe bình thường, ví dụ như giờ có đi tới lui có mệt không? Dạ không anh, giờ cũng đỡ rồi. Ví dụ mà có cô chú ông bà nào ủng hộ, mà mạnh thường quân nào mà ủng hộ con được một chiếc xe, con cũng đi bán nữa, chứ trong thời gian con còn đang mang bầu không có gì làm phụ mẹ con cũng buồn nữa. Đúng rồi. Dạ, chứ không có gì vận động chứ mẹ em thì đi bán ngày có 110 tấm vé số mà đâu có được nhiều tiền đâu. Dạ. Nó cũng khó khăn nữa. Ước mơ nói chung mà cái đó ước mơ đó cũng chính đáng nha bộ. Dạ. Mong là sẽ ước mơ của Ngọc sẽ thành sự thật. để em đó cũng có được cái công việc để giúp đỡ cho mẹ, chứ cũng giống như mình đi làm cũng có niềm vui á, chứ tối ngày ở trong phòng này cũng bí bách lắm á.
Vậy tối ngày em ở phòng vậy không đó hả? Có đi ra ngoài dạ, gì thôi? Lâu lâu cũng mở cửa vòng vòng ngoài đó chứ không phải em nằm không. Rồi vậy thôi, chào khán giả đi ha. Rồi con cũng mong là ước mơ của bé Ngọc sẽ thành sự thật nha. Dạ.